Mình sẽ kết hợp với lại peo Bắt peo cả nhà nhá Nên là các bạn uh, Cần phải để ý Đó chính là những con đa tia này Và đó chính là những cây cặp uh, cọc visa này Nhà này mới chỉ đang là Hãy cả nhà Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với trường mình nha Mình ở nhau ở đây đây Ok, khá lâu rồi thì chúng ta không quay trở về Đó chính là chợ làm ở uh, than 10 đúng không? Anh em thấy rằng là con lạc Hàn 10 này của nhau ở đây cũng rất 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 là lâu rồi Không làm về cho anh em Vậy là hôm nay nhóc ở đây sẽ quay về Đó chính là Hàn 10 này Và sẽ uh, show, sâu cũng nhờ giới thiệu với anh em Một vài cái combo siêu hay, siêu bá Ở than 10 cả nhà nhá rồi và có lẽ không để anh em phải chờ đợi lâu nữa đâu Bây giờ nhá bà Tê sẽ đi xét lính luôn Sau đó thì nhá bà Tê sẽ giới thiệu với tất cả anh em uh, Những cái combo hay và bá nhất ở trang 10 cho tất cả anh em Nhá, Như vậy là mình đã xét xong lính ở cái uh, combo đầu tiên Combo đầu tiên thì mình đang sử dụng Đó chính là Super Queen Myler cả nhà Một combo rất rất là nổi tiếng ở trang 10 đúng không nào Myler 3 Gần như Myler 3 ở trang 10 Nó là một cái gì đó có cảm giác là cực kỳ huyền thoại anh em ạ đó Bây giờ anh em chúng ta sẽ đi tìm một căn nhà tràn 10 nhá Đó một căn nhà tràn 10 rất là đẹp đúng không nào Con này thì chúng ta cần phải cắt góc cả nhà nhá Đi Super Queen thì mình nghĩ là anh em Cần có con Queen ổn ổn một tí cả nhà nhá Và cái hướng cắt góc của mình thì sẽ là con bi ở đây Rồi và ở trận đấu này thì mình đang chơi hiện tại là cầu lửa cả nhà đó là một trong những quân hội mà mình có cảm giác là rất là uy tín Hoặc là máy bắn đá tùy theo anh em Ở đó chính là tràn 10 Um, để xem con Queen nó hướng vào đâu đã cả nhà nhá Con Queen nó hướng lên trên rồi Rồi Đẹp trai này Đi Super Queen thì bắt buộc các bạn cần phải cắt góc thật sạch cho nó cả nhà lấy như các bạn mà không cắt góc sạch ấy, thì các bạn để... cũng biết rồi Rất là dễ bị gặp cái trường hợp Đó chính là bị uh, fail time đó anh em ạ rồi và bây giờ có cảm giác là rất là đơn giản rồi đúng không nào Cái góc đánh cũng khá ok rồi cả nhà này Các bạn hoàn toàn là có thể đánh góc nào cũng được Hướng 9 giờ đang có con cầu lửa cân Vậy thì Góc trên này đi Góc trên cho kinh chém Còn chém được một lúc Ok luôn cả nhà này Không có đại quản giáo nhưng mà dù sao Chúng ta không có đại quản giáo nhưng chúng ta đã có Không có phá đại bàng đúng không Cân đi cân lại thì nó cũng Xên xên như nhau thôi và ở đây thì các bạn cần phải để ý nhá Bởi vì uh, Interlo là đa tia đấy các bạn ạ à. Nên là các bạn cũng cần phải lém bình hồi máu sao cho nó hợp lý một tí tí Rồi Rất là dễ dàng thôi đúng không Cái đam thì rất là lớn rồi mà con Queen cả nhà Cái đam rất là lớn rồi mà con Queen nhưng mà không sao đâu Chúng ta đã có những con spell thịnh lộ ở đây rồi Các bạn hoàn toàn là có thể tung những bình băng nhá Nếu như bị uh, đa tia đốt nhiều quá anh em Yul'er, bỏ Queen rồi nhưng mà không sao cả. Yul'er bỏ Queen lại là hay đấy. OK, bom kép cả nhà kìa. Bom kép là rất là nguy hiểm dành cho đạo, đó chính là đạo Miler Mình nghĩ là anh em lên cầm theo giảm cái số lượng Miler xuống cỡ tầm khoảng một con thôi. Một con thì các bạn cầm theo, đó chính là những cái quân đơn vị farm ví dụ như những con Archer hoặc là ví dụ như những con Goblin thì cũng được uh, những đơn vị farm đấy để tránh trường hợp các bạn bị fail tham nhưng ở đây thì nhóc một tệ không cần cho lắm và các bạn để ý rằng là um, su queen Milo hot rất là cả à, su queen Milo đúng không nào hot thì là ở trong quân hội không tính rồi rất là dễ dàng nếu như có quân hội thì các bạn không sợ lắm đâu nhá quân hội thì, thì chúng ta đã có queen đi uh, chúng ta có bình độc sẵn ở đấy rồi đúng không nào đó là cái combo đầu tiên và bây giờ thì anh em chúng ta cùng qua đến đó chính là combo thứ hai nhá. Rồi và bây giờ thì anh em chúng ta cũng qua đến đó chính là cái trận thứ hai cả nhà. Tìm mãi không ra con nhà nào 10 mắc cả nên là mình quyết định là đánh vào căn nhà này cả nhà. Thì combo thứ hai các bạn để ý này, nhóm một tên đang cầm combo đó chính là combo Golem, một con thôi, còn đâu chủ yếu sẽ là Bowler Wick cả nhà. Ừ. Rồi, ok. Nhẹ nhàng đúng không nào? Cho Wick này, Wick này. Cho healer giữ máu này đó sau đó thì chúng ta sẽ cho Golem King rồi là Boulder thật ra là các bạn có thể tung con máy phong gỗ cũng được nha tùy theo anh em thôi nếu như các bạn cần còn ở đây thì nhóc vào tệ cũng sẽ vẫn cứ tung để cho anh em đấy cái combo này thì nó nó cũng rất là quan trọng về cái vấn đề đấy như là cái vấn đề cắt góc các bạn nhá các bạn mà cắt góc không không sạch là các bạn dễ bị uh, đai một cái trận đánh lắm đấy Đó sau đó thì huler sẽ búp biết các kiểu con đà điểu cả nhà này ở góc trên ở với cái combo này thì các bạn cần um, mình sẽ kết hợp với lại peo bát peo cả nhà nhé nên là các bạn uh, cần phải để ý đó chính là những con đa tia này và đó chính là những cây uh, cọc visa này nhà này mới chỉ đang là nhà han 10 yếu thôi rất là dễ dàng dành cho mình bát peo thì mình sẽ quyết định là lém luôn gần như không còn cái mục tiêu gì cho bát peo nữa rồi và dư ba bình băng là cái chuyện rất là dễ dàng đúng không rồi bình đọc thì các bạn giữ nguyên nhá bình đọc bình đọc thì ít khi mình đánh đâu anh em ạ bởi vì nếu như mà có quân nội cơ chúng ta mới uh, ném bình đọc xuống còn nếu như không có quân nội thì các bạn uh, cứ để bình đọc đấy cũng được và chúng ta có ba sao rất dễ dàng đúng không đấy rồi, đây chính là cái combo thứ hai ở nhà này combo thứ hai các bạn để đánh uh, đơn giản không và bây giờ thì chúng ta sẽ đến đánh combo thứ ba và cái combo thứ ba nó còn đơn giản hơn cái combo thứ hai này rất rất là nhiều hơn nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng qua đến đó chính là combo thứ ba cả nhà này. Combo thứ ba thì các bạn nhìn có cảm giác đơn giản không? Bốn golem uh, đá, 10 wick. Thật ra là cái combo này nó giống giống như ở combo thứ hai ý nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thay đổi spell đó chính là 8 bình động đất, 3 bình ba uh, bình skeleton và mình sẽ thêm đó chính là một bình độc đi anh em nhá. Sẽ không có sẽ không cần phải sử dụng spell lộ đâu. Nhưng khi đánh cái combo này ý, thì mình nghĩ là anh em nên kết hợp vào trong qua bởi vì các bạn bắt buộc cần phải có đó chính là một con máy phòng gỗ nhá. Đây, một căn nhà à, ăn 10 đây cả nhà này. Bắt buộc là các bạn cần phải đánh máy phòng gỗ cả nhà nhá. Đó, ăn 10 cả nhà nhá. Rồi, và ở đây thì à, để nhóc OT xem là rung động đất như thế nào cho nó thật sự là đẹp đây Lém động đất để ý các bạn nhé Các bạn lém vọt là Các bạn lém vọt là là toang đấy Rồi bốn động đất ở đây này ờ, Và mình sẽ uh, mở thêm Đó chính là bốn bốn động đất ở dưới đây nữa đi Rồi đơn giản rồi đúng không nào Và hai golem check hai bên Wick 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 Đấy, Đấy thôi, đơn giản thế thôi anh em nhá Để cho nó cắt cắt một tí thôi anh em Cắt cắt một tí thôi Và sau đó thì các bạn sẽ lém golem, golem Wick này Rồi King queen, queen này, phóng gỗ này Ở đây có bình skeleton Thì các bạn sẽ đệm xuống Để ý con Queen nhá các bạn nhá Để ý con Queen các bạn nhá Để con Queen thêm được bạn thôi Đó, à, Queen, Queen, Queen lọt vào trong không Queen không lọt vào trong, thôi được không sao cả rồi đây có con queen thêm đội bạn Cái đam của con queen thêm đội bạn là rất là lớn Nên chúng ta cần phải để ý nhiều hơn Rồi Các bạn hoàn toàn là có thể lém mình đọc cho con queen thêm đội bạn đấy Nhưng mà nếu như các bạn không lém thì thôi Ok Hình như kinh bị đốt à Kinh bị đốt cả nhà Hơi tiếc một xíu xíu Mình lém uh, hơi chậm tay Rồi đến đây thì các bạn để ý rằng là Trông đơn giản thế thôi nha Nhưng mà nó khác tự cân được Không sao cả đâu Ngon rồi Bên trong quân đội của chúng ta sẽ là bầu lơ Đó Đơn giản đúng không anh em Cảm giác là đánh combo này thì Cảm giác là cực kỳ đơn giản luôn Rất là dễ dàng Đấy là Queen còn lạc từ đầu đấy Queen mà đi vào trong từ đầu nữa thì cảm giác là còn dễ dàng hơn nữa Rồi Đó anh em này Trông ít thì ít ít thế thôi nhá Nhưng mà những con skeleton nó triệu hồi ra Những con wick sau đó thì những con golem nó đỡ và con queen nó cứ bắn thôi sau đó thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng lấy ba uh, sao ở đây thì còn rất là nhiều những con skeleton và cái đam lan thì gần như không còn nữa rồi cọc visa không có nữa cả nhà tháp cung thì cứ mãi bắn skeleton anh em thấy không đơn giản không cảm giác là combo này không cần đánh quá nhiều thao tác tay đâu cả nhà nhá ném động đất thôi sau đó thì cắt góc hai bên để cho golem và wick đi vào trong cái này Ui, triệu dầu hồng kìa Là chúng ta có 3 sao đúng không Và đó là combo mắc binh nhất ở trang 10 cả nhà Còn rất là nhiều những combo ở tròn 10 nữa Các bạn có thể chơi BK, Văn Kỳ, hoặc dòng lửa, ba lon Nhưng những combo đấy thì mình có cảm giác nó sẽ hơi khó hơn một tí ti Còn ba combo mà nhóc có thể giới thiệu trên cho tất cả anh em ấy thì các bạn để ý là rất là dễ đánh cả nhà nhá gần như anh em nào cũng có thể chơi được và giờ thì xin chào những hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá